chuối nó dẻo dính gan luôn các bạn ơi. Với cách nấu này á, thì các bạn yên tâm là chuối nó dẻo, không thua gì chuối sáp hết nha. Và nó cũng có cái độ hơi ngọt nữa, nó vừa ăn. Cách này á, thì tiện lắm, không dính mũ nồi mà chuối thì nó trắng ngon. Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái mẹo nấu chuối già làm sao mà cho nó dẻo, ngon như chuối sáp ha. Thì cái mẹo cũng rất là đơn giản. Đầu tiên là mình chọn chuối nha các bạn. Mình chọn cái nải chuối này thì nó già vừa phải, nó còn ganh gì nè, nó không quá già thẳng nha. Nếu mà già thẳng quá thì bên trong chuối nó sẽ có cái màu vàng, nhưng mà cái xơ chuối nó bị cứng rồi, nó không còn cái độ dẻo nhiều. Và cái mẹo tiếp theo là mình ngâm trong nước nha các bạn. Cái nải chuối này mình đã ngâm được 2 đêm rồi nè. Thì ở quê mình á, mỗi khi tới đám tiệc muốn nấu chuối đãi khách á, thì người ta hay có đốn ruồng chuối già, rồi người ta đem xuống mương, người ta ngâm từ 1 đến 2 đêm. Vậy thì sẽ giúp cho chuối của mình nó thơm và nó dẻo hơn. Cái mẹo này cũng đơn giản lắm nhưng mà nó rất là hiệu quả. Sau khi mình nấu thì chuối nó dẻo dính gan luôn đó các bạn. Thì giờ mình sẽ nấu và chia sẻ với các bạn thử được cái hiệu quả như thế nào nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cắt chuối này ra. Mình cắt cái cuống chuối và cái cùi chuối ha. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước. Ở đây thì mình cho nước cốt chanh và muối vào để mình ngâm. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn 2 cái mẹo. Một cái mẹo là chuối nó dẻo ngon hơn. Và cái mẹo tiếp theo là mình nấu chuối nó không có bị dính mũ nồi. Và chuối sau khi nấu xong thì nó sẽ trắng ngon ha, nó không bị dính mũ đen. Đó là mình ngâm với nước muối và chanh. Ở đây thì mình có chanh dây, mình cho chanh dây vào để nó có cái độ chua, nó giảm mũ. Các bạn không có chanh dây thì các bạn dùng cái chanh bình thường hay là giấm đều được ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt chuối, bỏ vào đây mình ngâm khoảng từ 5 phút. Mình ngâm chuối trong cái thau nước này 2 đêm mà nó vẫn bình thường. Các bạn cứ yên tâm mà áp dụng thử cách này ha. Ngâm mình rửa đây khoảng từ 4-5 phút ha. Rồi tí xíu mình bỏ nước này, mình lấy nước lọc bình thường mình nấu nha. Nếu mình nấu nước này là chuối mình nó bị chua đó. Mình nấu với cái cách này thì chuối nó sẽ ngọt ngon, trắng, dẻo, không bị chua nha. Chuối nãy giờ mình ngâm mình rửa qua nước muối chanh khoảng 5 phút thì mình đã xả qua là nước cho nó sạch nè các bạn. Rồi thì mình sẽ cho nước và mình luộc nha. Đây là nước bình thường. Mình cho ngập cái mặt chuối luôn để chuối nó dễ chín, nó không bị đen. Rồi để cho chuối nó có vị ngọt đậm đà và nó vừa ăn hơn thì mình cho vào đây là 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Bây giờ mình cho lên bếp mở lửa lớn lên và đậy nắp mình nấu cho tới chín nha. Trong khi chờ nấu chuối thì mình sẽ đi đâm muối ớt để hồi nữa mình chấm với chuối nha. Có nhiều bạn chấm với đường nhưng mà mình đó thì mình hay chấm với muối ớt vậy nè. Mình đâm muối ra hột á với ớt xiêm. Muối ớt mà đâm giờ vậy mùi thơm lắm rồi các bạn. Giờ á nấu chuối được 15 phút rồi. Trở lại mình coi nồi chuối chín chưa nha. Nãy giờ là mình nấu chuối được 15 phút và mình tắt lửa mình đậy hầm lại được 5 phút rồi các bạn. Giờ chuối đã chín rồi. Như các bạn thấy mình nấu cách này á, chuối nó trắng gì nè, nó không dính mũ đâu ha. Nếu mà mình không ngâm qua nước muối với chanh á thì khi mình nấu xong với chuối á, những cái đầu mình cắt gì nè, nó bị đen mũ á, rồi cái nồi cũng vậy nè, nó sẽ đóng mũ những cái ghìa này nè. Mình rất là khó rửa, khó chùi nha.
Cách này thì tiện lắm, không dính mũ nồi mà chuối thì nó trắng ngon. Rồi bây giờ mình gắp ra mình lột cho các bạn xem chuối nó dẻo như thế nào nha. Chuối bây giờ mình đã lột qua xong rồi các bạn, bây giờ thì nó còn nóng lắm, chuối mà mình để càng nguội nó càng dẻo càng ngon nha. Bây giờ cũng thử cho các bạn xem cho nó dẻo như thế nào ha. Đó, dẻo lắm luôn. Như các bạn thấy chuối bây giờ bên trong thịt chuối á, nó hơi trắng nhưng mà nó dẻo lắm nha. Nó dẻo nhẹo luôn, mình ăn dính răng luôn á. Nếu mà các bạn chọn chuối nó già hơn á, bên trong á, nó sẽ vàng, cái độ dẻo nó giảm rồi. Mình chọn chuối nó già vừa phải gì nè, với mình ngâm với nước đó là chuối nó dẻo lắm. Các bạn có thể chấm với đường cũng được đó. Nhân viên mình thì mình thích chấm với muối ớt vậy ha. Chuối mình nấu 15 phút rồi đã chín rồi nha các bạn, không cần nấu lâu quá. Bây giờ mời các bạn dùng thử với mình miếng chuối chấm muối ớt cho nó dẻo như thế nào nha. Chuối nó dẻo dính gan luôn các bạn ơi. Với cách nấu này á, thì các bạn yên tâm là chuối nó dẻo, không thua gì chuối sáp hết nha. Và nó cũng có cái độ hơi ngọt nữa, nó vừa ăn, tại vì mình có cho thêm muối và đường đó. Không bị chua tí nào hết. Vậy thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cái mẹo nấu chuối già, dẻo, ngon như chuối sáp nha. Cách này đơn giản, dễ làm. Nếu các bạn thích thì hãy thử áp dụng nha. Và nếu anh chị và các bạn còn cách nào đơn giản và hiệu quả hơn nữa, có thể để lại bình luận cho mình và mọi người cùng tham khảo nha. Mến chào, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.